Một buổi Eclean cơ bản cho người mới bắt đầu. Hello mọi người, khi chúng ta đã hiểu việc Eclean là gì này, lựa chọn thực phẩm ra sao và cách chế biến như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một buổi Eclean của mình để những bạn mới bắt đầu có thể tham khảo nha. Cái chế độ ăn này nếu mà áp dụng lâu dài thì không chỉ khiến cho mọi người có được một cái sức khỏe tốt mà còn hỗ trợ giảm cân bền vững nữa. Sáng ngủ dậy thì hãy làm ngay một cốc nước lọc. Cốc nước lọc buổi sáng này thì sẽ giúp khởi động tất cả các cơ quan nội tiết trong cơ thể, loại bỏ độc tố và cải thiện hệ tiêu hóa nữa. Nhà mình thì thích dùng cái máy lọc nước Pente này vì nó loại bỏ mọi tạp chất trong nước và chỉ giữ lại những khoáng chất tốt mà thôi. Sau đó thì mới đi chuẩn bị bữa sáng nhá. Hôm nay thì mình làm sinh tố whey với rau cải kale này, chuối này, sữa tươi và bột whey nữa. Đừng chỉ nên xay trái cây mà hãy kết hợp thêm cả rau củ để cung cấp thêm nhiều chất xơ cho cơ thể và giúp no lâu hơn nha. Bữa trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đổi gió ăn hạt quinoa và ức gà áp chảo cùng với cả rau củ luộc. Hạt quinoa này nấu rất là dễ, giống như là nấu cơm ý, nhưng mà nó thì lại nhanh chín hơn cơm rất là nhiều. Còn ức gà thì mình sẽ ướp các loại gia vị như là muối, tiêu và bột tỏi, sau đó sẽ mang đi áp chảo. À mà nếu mọi người không có hạt quinoa thì mọi người hoàn toàn có thể thay bằng cơm gạo lứt hoặc khoai lang cũng được. Bữa trưa này mình đã có tinh bột từ hạt quinoa này, protein từ ức gà áp chảo và rất nhiều chất xơ từ rau củ luộc. Nhưng mà trước khi ăn thì mình sẽ làm đầy dạ dày bằng một cốc nước lọc từ máy lọc nước Pente. Việc này thì sẽ giúp giảm cảm giác đói. Sau đó thì ăn hết bữa trưa đã chuẩn bị nhá. Bữa phụ chiều là cái bữa mà chúng ta rất hay thèm những cái đồ linh tinh như kiểu là trà sữa hoặc là bánh trái gì đó này. Nhưng mà hãy nghe mình, chuẩn bị một nắm các loại hạt nát và một cốc sữa tươi đi. Ăn như thế này không chỉ giúp mọi người no lâu hơn mà còn cung cấp rất nhiều chất béo tốt cho cơ thể nữa. Cuối cùng bữa tối thì mình sẽ chọn ăn salad khoai lang thịt bò nướng. Mình sẽ rửa rau bằng nước từ máy lọc nước Pente để loại bỏ hết bụi bẩn, vì là ăn rau sống nên rất cần phải rửa thật sạch dưới nước sạch để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nha. Cái máy lọc nước này thậm chí còn không sử dụng điện, không có nước thải và cũng không dùng bình chứa cơ, rất nhỏ gọn và bảo vệ môi trường luôn nhá. Trước khi đi ngủ thì mọi người cũng cố gắng uống thêm một cốc nước nhá. Việc uống nhiều nước trong ngày thì không chỉ giúp detox này mà còn tránh thèm ăn và nạp đủ nước cần thiết theo nhu cầu của cơ thể nữa đấy.